Chào chú chị nha, em còn tập Silawa này em bán nguyên cặp luôn nha, bán cho nó nhanh. Hàng về rất là nhiều nên là tranh thủ bán, mà nó hàng về nhiều thì sẽ giá thành nó sẽ mềm mại. Nhưng mà đợt này công nó sẽ rất là ít ra, nhưng có tiếng chị nó giống dần dần như là nó đóng lại giống như mấy đợt trước luôn rồi đó, đóng lại chắc qua năm mới mới về hàng á, nên là chuẩn bị hàng nó không ít lại rồi nha cô chú anh chị nha. Nó chỉ ra ào ạt vào tháng 10 thôi, bây giờ nó ít ra rồi, hầu như là không ra luôn, lâu lâu nó ra hàng công y chang như cái mấy tháng trước, giờ là dính trưởng nữa đó. Hàng ra nhiều ấy thì mình sẽ có nhiều sự lựa chọn mua cái loại này loại kia, con này con kia, chứ mà hàng nó ít ra thì giá nó cao mà mình ít sự lựa chọn, khổ vậy. Ngay cả người bán và người mua luôn cô chú anh chị, nhiều khi lời ít thì làm biếng nhập luôn. Rồi hai con này là Shindawa 757 nha. 757 thì mọi người hiểu công suất nó như thế nào không? 757 thì cái công suất của nó sẽ lên tới 75 cc. À, 75 cc chứ không phải mình đọc là thành số 57 cc đâu nha. À, khi nào mà cái mã nó là 577 thì nó sẽ là 57 58 cc á, 57 phẩy mấy cc á. À, còn cái mã này là nó giống y chang với cái con cắt bê tông Shindawa, mọi người cắt bê tông Shindawa 757 y chang luôn. À, cái dòng máy cưa này là nó kiểu như nó hai loại, là một loại để làm máy cưa, một loại là để làm máy cắt bê tông đó mọi người. À, nó sẽ có mã 577 và 757 ha. Con này là loại to, con này hình như là 51 ly, 51 ly trong 51 ly khỏe lắm. Cái này là hàng bãi về nhau của chú chị. Mặt tiền nó đẹp ghê ta, con này nó đẹp ghê á, cái nắp này nó hơi cắn một tí cái nắp này. Ui ui, cái này có ai rửa đồ gì chưa ta, mà sao thấy nó sạch dữ vậy, nó ít bụi vậy, mùi nó mới đấy, cái ốc lam, cái ốc giống như ốc có tin luôn. Chuông đồng tiền luôn. Chế độ lọc gió nó còn này cô chú anh chị nha. Giật hơi được. Này nó có một cặp, bán một cặp cho nó nhanh. Giật muốn cắm đầu luôn. Ôi, cái này nó có cái đầu máy không? Này, con này thì nó lại sử dụng cái bộ lọc gió giống như cái máy cắt bê tông. Nó u lên. U lên xíu. Muốn thì mình bỏ cái này ra rồi mình dùng cái bộ lọc gió như thế này nó vẫn được của chú chị, cũng là 757 luôn nha. À, hai cái lỗ bô, cái này không phải là cái lỗ này là lỗ để mở hai con ốc nha, cái này là mấy con ong ấy để bãi lâu mấy cái con ong ấy mọi người, vào vỉ nó làm tổ, rất là hay làm tổ trong mấy cái lỗ đấy của cái bô máy cưa. Ui, mặt tiền quá đẹp luôn. Ui cái lóc này mới tinh này. Ui ốp mũ mà rất đẹp luôn, tem mắt lịch sự. Cái lam này thì lam nhông, lam ghép nhưng mà nó dài chắc khoảng 5 tấc rưỡi, không có xích, không có sợ bán vậy nha cô chú anh chị, quá đẹp. Ui, hay con này nhìn xuất sắc luôn. Nó chạy nhông đồng tiền luôn nè. Mấy cái con này thì nó chạy xích đại nha cô chú anh chị, tại vì nó 75 cc mà nó có thể xị gỗ và các cây khai thác. Giật hơi nghe này cô chú anh chị. Ui chú, ui chú. Giật hơi. Rất là cay. Ui chú. Mấy con này giật hơi mệt thiệt. Được mà. Có sao bán vậy nha. Cặp này bao nhiêu ta? Mua thì nó mắc lắm á. Cặp này
5,5 triệu ha. Cặp này 5,5 triệu không bao ship nha mấy chú chị, 5,5 triệu không bao ship, hàng có sao em bán vậy nha. Hai con này em thấy cái đầu máy của nó đủ đồ, con này không có bộ lam xích, con kia có lam nhưng mà không có xích. 75cc nha, 5,5 triệu cả cặp luôn nha cô chú anh chị nha, là tính ra 2,750 một con thôi, nhưng mà em bán nguyên cặp tại vì nó chung một loại nha cô chú anh chị. Một mình mua một con thôi cô chú anh chị à, đầy đủ lam xích như thế này, đẹp như thế này thì nó giá nó cũng hơn cái giá một cặp luôn rồi cô chú anh chị, nên mình hiểu được là nó có phù hợp hay không nha, mình mới mua nha. Hàng thì có sao bán vậy, không có bao hết nha, hàng nó về có sao bán vậy luôn ra nha. Lần sau hỏi em những cái con như thế này mà giá như vậy thì không còn nữa hết.